anh chị em và ông cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao. Vì nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe. Nói xong, Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi. Có Chúa cùng hoạt động với các ông và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các nhân chứng kể lại khi Thánh Francisco Xavier qua đời do kiệt sức, do đau bệnh, thì mắt Ngài vẫn hướng nhìn về phía Trung Quốc. Ngài muốn đem tin mừng, khát khao mang tin mừng đến cho dân tộc Trung Quốc. Thế nhưng chưa thực hiện được thì đã qua đời. Trong một lá thư khi Ngài gửi về, viết và gửi về cho Thánh Ignacio ở tại vùng truyền giáo, thì Thánh Nhân đã thuật lại rằng: Ở tại nơi này còn rất là nhiều người chưa nhận biết Chúa. Tôi những muốn đến các đại học mà hét lên rằng, hét và nói cho những người, tức là chỉ sống lý thuyết và chỉ chăm chú vào những cái văn chương mà không có đem ra thực hành. Tôi muốn hét lên rằng với những người ấy rằng, tức là có rất là nhiều anh chị em của chúng ta bị trục xuất khỏi thiên đàng vì lỗi lầm của các ông, tức là vì các ông không có nói cho họ biết về Thiên Chúa. Và Thánh Nhân nói cái tâm nguyện của mình với Thánh Ignacio rằng: Tôi rất mong muốn có nhiều người có tâm huyết và nhiệt tình để đem tin mừng của Chúa đến cho mọi người. Kính thưa cộng đoàn, đây cũng chính là cái tâm nguyện, đây cũng chính là cái khát vọng lớn lao mà chúng ta thấy được ở trong tin mừng ngày hôm nay qua con người của Chúa Giêsu. Khi trước khi về trời thì Ngài đã hiện ra với các môn đệ, củng cố niềm tin cho các ông, sai các ông đi rao giảng tin mừng, làm phép rửa cho muôn dân. Tức là cái khát khao lớn lao của Chúa, đó là mong muốn ôm trọn cả thế giới này và yêu thương cứu độ tất cả mọi người chúng ta trên trần gian này. Và cái khát vọng ấy được truyền lại cho các tông đồ, và đến lượt các tông đồ, các ngài cũng tiếp tục tiếp nối sứ mạng Chúa Giêsu và sau đó truyền lại cho tất cả những người tin như chúng ta, mong muốn làm cho tất cả mọi người trên thế giới được nhận biết Chúa, được lắng nghe tin mừng. Thánh Phaolô đã nói trong bài đọc 1, Ngài nói rằng công cuộc rao giảng tin mừng không phải là một điều gì khiến cho tôi phải là niềm tự hào, nhưng mà đây là công việc bắt buộc phải làm, giống như nó là sứ mệnh của Ngài và sứ mệnh của những người tin như chúng ta, đó là làm cho muôn dân được nhận biết Chúa. Thì chúng ta không phải là cần thiết phải như Thánh Francisco Xavier phải bôn ba khắp thế giới hay đi đây đi đó,
Nhưng chúng ta cứ nhìn chung quanh chúng ta ở tại đất nước Việt Nam chúng ta, thì chúng ta thấy hơn 90 triệu thì cũng chưa được tới, chưa tới 10% là những người nhận biết Chúa. Nó còn rất là nhiều người chưa được lắng nghe tin mừng, chưa nhận biết Chúa. Hoặc là như vùng đất mà Thánh Francisco Xavier khát khao bước vào đem tin mừng cho họ, đó là vùng đất Trung Quốc, rất là gần chúng ta đây. Dân số hơn 1 tỷ, cũng gần 2 tỷ. Mà chúng ta thấy con số người có đức tin thì còn rất là hạn hẹp, rất là ít ỏi. Thì chúng ta mới thấy được cánh đồng truyền giáo vẫn còn bao la bát ngát. Và cái khát vọng của Chúa Giêsu cũng như khát vọng của Thánh Phanxicô vẫn là một cái điều gì đó thôi thúc, thúc bách mỗi người Kitô hữu chúng ta. Chúa Giêsu đã từng nói: Thầy xuống thế gian đem lửa xuống thế gian và những mong lửa ấy cháy lên. Chúng ta mừng lễ Thánh Phanxicô Xavier ngày hôm nay, bổn mạng các sứ truyền giáo. Chúng ta cũng nhìn thấy lửa nhiệt tâm nơi cõi lòng của Ngài để mà thực hiện cái sứ mệnh của Chúa Giêsu ở trần gian. Thì chúng ta cũng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Phanxicô, xin Chúa cũng đốt lên trong lòng chúng ta ngọn lửa yêu mến, ngọn lửa niềm tin, ngọn lửa nhiệt huyết, để chúng ta có được cái tinh thần như Thánh Phanxicô Xavier, đó là mong muốn, khát khao, luôn mong muốn, khát khao đem Chúa đến cho mọi người. Kính thưa cộng đoàn, đây chính là cái tâm nguyện của Chúa trước khi về trời, và đây phải là tâm nguyện của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta xin Chúa ở cùng chúng ta, xin Chúa củng cố đức tin, và xin Chúa mỗi ngày tăng thêm lòng mến để chúng ta có thể có được cái tinh thần như Thánh Phanxicô Xavier. Ngày hôm nay chúng ta không phải đi đâu xa xôi cả, kính thưa cộng đoàn, bởi vì sự phát triển của công nghệ thông tin ngày hôm nay nó làm cho cái thế giới của chúng ta, người ta gọi giống như là một ngôi làng. Chúng ta có thể ngồi ở đây mà chúng ta có thể liên hệ và tương quan với những người ở bên kia, bên nửa kia của trái đất. Chính bởi vậy, do nó điều cần thiết không phải là chúng ta có phương tiện này nọ thuận lợi, nhưng điều cần thiết đó là chúng ta xin Chúa cho chúng ta ngọn lửa của Chúa, ngọn lửa của Thánh Phanxicô cháy bừng, cháy trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta có được cái tinh thần như các ngài, đó là mong muốn và khát khao tất cả mọi người được lắng nghe lời Chúa, được nhận biết Chúa, để lãnh nhận được ơn cứu độ của Chúa đã dùng chính mạng sống của mình mà trao ban cho con người chúng ta. Amen.